Tiếp theo của tôi nha mọi người. Thì hôm nay tôi quay trẻ mọi người, quay mới clip là tiền đâu à. Đầu tiên à, hôm nay tôi sẽ quay cho chúng xem là một cái em áo đá banh màu tím như thế này đây. Yeah. Đây. Đó. Đây. Ồ, em này đẹp này nha, em này đẹp nè. Em này không giống em kia rồi. Em này đẹp về mà cái phần là mai những cái đường như thế này, nhưng mà em này là in. Mấy cái này là in nè mọi người nha. Đó, cái tiếng in đó. Đó, thì thiết kế của em này như sau là em sẽ thiết kế ba cái đường sọc thẳng dài cho tới cuối như thế này, chứ không thay vào đó là ba cái đường cọc ở trên tay hoặc là ở dưới mé tay. Đó. Nói chung là mấy cái nào có cần cỏ vậy tôi sẽ thích hết trơn, khỏi cần nói ha. Đó. Thì cỏ này cũng khá là rộng, nhưng mà nó sẽ là chiếm nửa phần màu tím bớt, rồi sau đó sẽ nguyên một lần màu trắng. Đó. Hình in đó thì tôi thấy là cũng chắc chắn, cũng cũng ra con này con kia kiểu vậy. Đó. Và số này là số 79 nha mọi người. Ui là trời ơi, một cái con số nó nhỏ xíu xíu luôn mọi người. Đó, và trên tay của em này á là sẽ có một cái miếng một cái lằn màu trắng như thế này. Đó, vòng tay luôn, bên đây cũng có luôn. Đó, và độ giãn của em nó này tôi thấy là cũng giãn nha, giãn tôi thấy là giãn đó. Đó, và size em này là size em này mặn sao hết size luôn mọi người, không thấy size luôn. Hả, bây giờ tôi sẽ máy lên cho mọi người xem nha. Người ta đã xứng đáng tốt hơn anh, người đến ngang đến bên đời là điều rất khó để khiến anh cười. Ấm hương trăng mà còn thơm nhân hoa mà sao em nỡ rời xa, rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau xin tặng vườn phía bên kia dòng sông, vâng lời chúc ấm êm trên ngôi lều điều tình yêu như phép màu. Mà cho đời mình mãi bên nhau dài lâu. Che mắt lại, che. Người đến anh đến bên người là điều thật khó để khiến anh cười. Người hôm như hoa mà còn đau như hoa này. Ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tận thượng phía bên kia dòng sông, rằng lời chúc ấm êm chiều ngôi là điều xin thành đôi với người xây lòng, rằng lời chúc thương anh thương em mà cho đời mình mãi bên nhau dài lâu. Quay xong thì tôi sẽ nằm nghỉ cho tôi mang chị về tầm rễ xíu, tầm 1 giờ mấy thì tôi sẽ quay tiếp. Người ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau, cánh hoa tàn, sự chương nàn.
là cả cuộc sống. Thấy chưa? Tưởng nó đem đi chứ ngay đang hỏi nhà nghe. Mày đang hỏi nhà thì mình sẽ xé với tao. Rồi nó chơi nó không sạc luôn. Nó chơi nó không sạc luôn mà. Vãi cái trưởng này chứ. Pin mà ở ngoài này đâu có cục sạc đâu. Em tới nó đem cục sạc đi về cho ngoại ngủ rồi. Trời đó hả? Trời đó hả? Dạ. Nhiều cục sạc Apple á. Cái bây giờ chỉ qua iPhone tôi có một cục. Tôi có một cục à. Mà cục của tôi sạc nha lắm nha. Đừng có thấy còn cục mà khinh thường nó sạc. Sạc cũng xì là này nọ đó. Tình ơi, tình cha lớn như bên cả mến mông sâu cho con. Tiếp sau kể nhóm hả? Tiếp sau thì hình xui tôi sẽ kể về nhóm nha. Tiếp sau thì sẽ kể về nhóm đi. Nhóm tôi còn nhiều giờ tất là tính tình và cả mặt lắm. Thì nói chung clip cũng khá là dài, tôi sẽ kết thúc clip tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau nhé. Đấy, còn bây giờ thì bye bye mọi người.